Mèo còn suy nghĩ một lát, trả lời mẹ: con không biết. À, chúng mình thấy cô Ngân kể chuyện có hay không nào? Có. Các con thưởng cho cô một tràng pháo tay nào. Sau khi nghe cô và các bạn kể câu chuyện cốc sữa ở đâu rồi, bạn nào có thể cho cô giáo biết là bạn mèo con trong câu chuyện đã thật thà hay chưa? Bạn mèo con trong câu chuyện đã có biểu hiện thật thà chưa? Cô mời Phương Anh. Thank you.
cô. Các bức tranh này thì bạn nhỏ trong bức tranh nào là bạn có biểu hiện thật thà nhá. Quan sát tranh thứ nhất, suy nghĩ và cho cô biết tranh thứ nhất vẽ gì. Bạn nào biết nào? Ở cô mời Hoàng Linh. Nói thật. Trả lại của rơi. Trả lại.
sinh trường tiểu học các cấp thì nhà trường chúng mình đã nhà trường đã xây dựng được nếp đẹp văn hóa. Vậy bạn nào có thể cho cô giáo biết là nếp đẹp văn hóa thì mấy sẽ thể hiện chúng ta là phải thật thà nào? Cô mời Hải Linh.